Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Công Thương. Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Đồng Hới. Lâm trường Khe Sữa đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 27 tháng 4, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình sản xuất công nghiệp thương mại quý 1 năm 2018 và một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh. Trong quý 1 năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do việc tiêu thụ các sản phẩm như xi măng, bia, chế biến cao su, gạch không nung và một số sản phẩm khác còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn chưa phát huy hết năng lực sản xuất nên chỉ số sản xuất công nghiệp quý 1 năm 2018 chỉ tăng 5% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.643 tỷ đồng. Tuy chỉ số và giá trị sản xuất công nghiệp có tăng trưởng nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 5.700 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Hoạt động xúc tiến đầu tư và triển khai các dự án phát triển công nghiệp được ngành công thương tập trung triển khai thực hiện. Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Công Thương đã làm việc với Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Doha của Hàn Quốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công Thương để xúc tiến triển khai các dự án may xuất khẩu, dự án điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối và triển khai dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1 và 2. Mục tiêu phấn đấu cuối năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7-7,5% so với năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp là 11.480 tỷ đồng, tăng 8-8,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 23.120 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017. Để đạt được mục tiêu trên, tại buổi làm việc, ngành công thương đã báo cáo các nhóm giải pháp thực hiện và đề xuất kiến nghị các vấn đề nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất công nghiệp, tạo cơ chế chính sách để thu hút đầu tư và thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng quy mô, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 27 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Nguyễn Văn Man, ông Nguyễn Ngọc Phương đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Đồng Hới trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội đã báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 sắp tới. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đồng Hới đã bày tỏ sự vui mừng trước những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay. Tuy nhiên, tình trạng lợi dụng chức quyền, cai chức, cai quyền vẫn còn xảy ra. Một số cử tri cũng đã thể hiện sự quan tâm trước các vấn đề nóng của xã hội như những bất cập đối với ngành giáo dục hiện nay, nhất là việc đổi mới liên tục về cơ chế thi cử, lỏng lẻo trong cấp bằng giáo sư tiến sĩ, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, mê tín dị đoan. Cử tri phường Hải Thành kiến nghị về tình trạng bất cập trong việc cấp nước sạch cho người dân, chính sách nhà ở cho người có công. Các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu ghi nhận ý kiến của cử tri, đồng thời giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại đã được tổng hợp gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Hôm qua ngày 26 tháng 4, Hội Kiến trúc sư Quảng Bình đã tổ chức 70 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Hội Kiến trúc sư Quảng Bình hiện có 47 hội viên, cùng với kiến trúc sư cả nước. Kiến trúc sư Quảng Bình đã không ngừng phấn đấu có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Đặc biệt từ năm 1989, sau khi tái lập tỉnh Quảng Bình, các kiến trúc sư trong tỉnh đã góp nhiều công sức sáng tạo trong các đồ án quy hoạch kiến trúc công trình, cảnh quan, góp phần tạo dựng đưa thành phố Đồng Hới lên đô thị loại 2 và tạo ra những nét mới mẻ hài hòa phù hợp với môi trường cho các huyện thị trong tỉnh. Nhiều kiến trúc sư đã nhận được nhiều giải thưởng trong và ngoài tỉnh. Mười một giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh nghĩ cuối cùng của chính quyền Sài Gòn bị tiêu diệt, lá cờ chiến thắng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Đây là thời điểm lịch sử đánh dấu thành phố Sài Gòn gia đình hoàn toàn giải phóng, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Đại thắng mùa xuân 1975 là thành quả vĩ đại của nhân dân ta, thể hiện ý chí khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất tổ quốc của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh.
chiến tranh đã lùi xa, nhưng đổi với mỗi người con đất Việt, thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi là mốc son chói lọi, một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Ngày 26 tháng 4, Ban Chỉ huy quân sự các huyện Minh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và thị xã Ba Đồn đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề Làm theo lời Bác, thi đua giành bổn nhất. Nội dung thi đua tập trung vào thực hiện bổn nhất, đó là nhận thức tư tưởng tốt nhất, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất, tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất. Trên cơ sở các nội dung thi đua, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về vị trí vai trò của công tác thi đua và phong trào thi đua quyết thắng trong giai đoạn cách mạng mới. Chú trọng việc xây dựng điển hình và nhân rộng điển hình tiên tiến, thường xuyên lồng ghép việc thực hiện đợt thi đua cao điểm với việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành và địa phương. Tại lễ phát động, đại diện các cơ quan đơn vị địa phương đã ký kết giao ước hưởng ứng thực hiện đợt thi đua đặc biệt. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thưa quý vị và các bạn, dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt trong việc giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Để nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, trong những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thể trận an ninh nhân dân vững chắc. Trên thao trường huấn luyện, các chiến sĩ dân quân tự vệ cùng 6 của thành phố Đồng Hới, phần lớn là dân quân năm nhất, nên việc thực hiện cả động tác khẩu lệnh còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, với ý chí nỗ lực, quyết tâm học tập, rèn luyện cùng sự giúp đỡ tận tình của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới, 46 chiến sĩ dân quân tự vệ cùng 6 đều thực hiện đầy đủ các bài tập với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia lớp huấn luyện dân quân tự vệ. Điều này là vinh dự và tự hào đối với bản thân tôi, bởi đây là dịp tốt để tôi được học tập rèn luyện về kiến thức chính trị quân sự. Qua lớp huấn luyện lần này, giúp tôi hiểu được về vai trò và trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ trong việc giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cơ quan của Đảng, nhà nước và nhân dân. Và từ những kiến thức mà tôi học sẽ là nền tảng vững chắc để nâng cao kỹ năng cần thiết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham gia huấn luyện lần này, các chiến sĩ dân quân tự vệ thành phố Đồng Hới được trang bị những chuyên đề cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở, nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn được nắm bắt tính năng cấu tạo một số loại vũ khí trang bị cho lực lượng bộ binh. Để các chiến sĩ có thể tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả nhất, đội ngũ giảng viên đã bám sát thao trường, chú trọng uốn nắm từng động tác, hướng dẫn phổ biến phương pháp kinh nghiệm luyện tập cho từng chiến sĩ, từng phân đội. Đối với phương pháp mà huấn luyện tự vệ, để mà phương pháp huấn luyện tốt nhất, đó là phương pháp kết hợp giữa huấn luyện và thực hành. Luyện tập cho các đồng chí thành thục các yếu lĩnh, động tác, đặc biệt là các tư thế động tác bắn của súng tiến AK, thành thục các tư thế động tác bắn đối với bắn các loại mục tiêu bay thấp, làm cơ sở để các đồng chí là về cơ quan đơn vị biết và vận dụng. Năm 2017, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tổ chức và chỉ đạo huấn luyện cho 125 đơn vị tự vệ với quân số tham gia gần 3.000 đồng chí. Riêng 4 tháng đầu năm 2018 đã tổ chức huấn luyện cho trên 60 đơn vị với sự tham gia của hơn 700 chiến sĩ. Kết quả huấn luyện, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% chiến sĩ đạt khá giỏi. Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu giáo dục chính trị pháp luật năm 2018 cho lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới, thì ngay từ đầu năm là chúng tôi là Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới đã ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2018, đồng thời là chỉ đạo các cơ quan đơn vị là xây dựng kế hoạch triển khai các cái nhiệm vụ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, như là chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, giáo án, bài giảng, rồi là thao trường bài tập, các cái nội dung có liên quan đến nhiệm vụ huấn luyện. Thông qua đó
chúng tôi còn xây dựng kế hoạch và triển khai tập huấn cho cán bộ, đội ngũ cán bộ huấn luyện, bảo đảm 100% cán bộ được tham gia tập huấn đủ năng lực trình độ để thực hiện cái nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Sau khi ra quân huấn luyện, chúng tôi triển khai bước vào huấn luyện ngay cho các đối tượng. Tất cả các đối tượng hiện nay là chúng tôi đã bảo đảm huấn luyện cho đạt được 50% quân số dân quân tự vệ, và riêng đối tượng bộ đội địa phương, bộ cơ quan ấy, thì chúng tôi đã huấn luyện theo giai đoạn, theo tháng, theo quy định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng với chủ trương nâng cao chất lượng huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố còn đặc biệt quan tâm tới các giải pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, chỉ đạo các cơ sở làm tốt công tác quản lý công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ. Từ đó tuyển chọn những công dân có phẩm chất chính trị tốt, đủ sức khỏe, nhiệt tình để bổ sung vào lực lượng dân quân tự vệ. Kiện toàn đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để giải quyết đầu ra cho sản phẩm nghề tươi trên địa bàn, Hợp tác xã sản xuất tinh bột nghề Văn Thủy, huyện Lệ Thủy đã chủ động tìm đầu ra, đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng để sản xuất chế biến tinh bột nghề chất lượng cao, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Tháng 10 năm 2017, Hợp tác xã sản xuất tinh bột nghề Văn Thủy đã được thành lập với 13 thành viên, là những hộ gia đình có diện tích trồng nghề lớn. Ngay sau khi thành lập, Hợp tác xã đã tiến hành tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, trung bình mỗi tháng, Hợp tác xã chế biến khoảng 60 tấn nghề tươi và cho ra khoảng hơn 5 tấn tinh bột nghề. Sản phẩm tinh bột nghề của Hợp tác xã được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về mỗi tháng hơn 100 triệu đồng. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Hợp tác xã đã tạo công việc làm ổn định cho các thành viên Hợp tác xã. Mức lương trung bình của mỗi xã viên từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Chi nhánh Lâm Trường Khe Giữa luôn chủ động triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng một cách hiệu quả. Nhờ đó, nhiều năm trở lại đây, trên lâm phần của đơn vị quản lý không xảy ra cháy. Chi nhánh Lâm Trường Khe Giữa trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm công nghiệp Long Đại, được giao quản lý sử dụng gần 38.000 hectare rừng và đất rừng, trong đó rừng tự nhiên trên 36.000 hectare, rừng trồng 1.430 hectare, rừng và đất rừng của chi nhánh Lâm Trường Khe Giữa quản lý có vị trí phân bổ tương đối rộng tại địa bàn 4 xã Lâm Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy và xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Với diện tích rừng và đất rừng được cấp trên giao khá rộng lớn, cộng thêm đặc điểm khí hậu tương đối khắc nghiệt nên nguy cơ cháy rừng đối với chi nhánh Lâm Trường Khe Giữa là rất cao. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, Lâm Trường Khe Giữa đã chỉ đạo các tổ đội xây dựng phương án cụ thể cho phạm vi tổ mình phụ trách. Đối với cái công tác phòng chống cháy thì đơn vị luôn xác định là ngay từ đầu năm để triển khai là xử lý thực bì có kiểm soát được mùa cháy, rồi là triển khai các cái tổ trạm, đặc biệt là các cái là tiểu ban nằm là trên cái địa bàn đơn vị quản lý thì đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là phối hợp với chỉ là các cái cơ quan chức năng như đồn biên phòng của hai đơn vị đồn biên phòng là Khó Lòng Mô, rồi là cơ quan chức năng kiểm lâm và chính quyền địa phương để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền giáo dục cho người dân để ý thức được về cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Hiện nay, chi nhánh Lâm Trường Khe Giữa đã tổ chức biên chế lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách cho 33 cán bộ công nhân. Lực lượng này được đơn vị phân công công tác tại 8 trạm bảo vệ rừng. Tại mỗi trạm, đơn vị tiến hành phân công giao trách nhiệm đảm nhận quản lý bảo vệ một số lượng diện tích cụ thể cho cả cán bộ công nhân và phải chịu trách nhiệm về địa bàn do mình quản lý. Định kỳ hàng tháng, quý năm, đơn vị thành lập hội đồng kiểm tra để đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng nhằm chấn chỉnh thiếu sót, hạn chế một cách kịp thời. Song song với công tác chỉ đạo, Lâm Trường đã làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị trên địa bàn về quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Chi nhánh Lâm Trường đã là tổ chức là xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng trong toàn trường hợp lâm phần chi nhánh quản lý và là thành lập các ban và tiểu ban là phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng năm 2018, và là ngay từ đầu năm chi nhánh Lâm Trường cũng đã triển khai ký kết hợp đồng với là 4 xã, hai đồn biên phòng Làng Ho Làng Mô và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79, và là ký cam kết bảo vệ rừng với hơn 300 hộ dân thuộc là các bản của là xã Lâm Thủy, Ngân Thủy, Kim Thủy và xã Trường Sơn.
Quảng Bình đang bước vào mùa nắng nóng. Chi nhánh lâm trường Khe Sữa đã bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị trực 24/24 giờ để kịp thời theo dõi thông tin, ứng phó khi có cháy rừng xảy ra. Thường xuyên phân công lực lượng túc trực tuần tra theo dõi các khu vực rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao, như khu vực rừng có nhiều cây bụi lâu lách, những nơi đang xử lý thực bì để trong rừng, những khu vực bà con thường phạt đốt rừng làm nương rẫy, phá sòn đường ranh cản lửa để đảm bảo không có nguy cơ cháy lớn xảy ra. Với phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy, được cán bộ công nhân người lao động lâm trường Khe Sữa ưu tiên đặt lên hàng đầu. Dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa và chiều ngày 27 tháng 4, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 73 đến 97%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm 77 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm 75 đến 93%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.